Bây giờ Đại Bồ Tát Phổ Hiền bảo các Bồ Tát rằng: Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ thông, những gì là 10? Sau khi nói xong phẩm thập định, lúc đó Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền bảo tất cả Bồ Tát trong Pháp hội Hoa Nghiêm rằng: Các vị đệ tử của Phật, các vị mọi người có biết Đại Bồ Tát có 10 thứ thần thông chăng? Tôi sẽ nói kỹ càng cho các vị, mọi người được rõ, hy vọng mọi người chú ý lắng nghe. Những gì là 10 thứ thần thông mà Đại Bồ Tát có? Đó là: một, trí thần thông khéo biết tâm người khác; hai, trí thần thông thiên nhãn vô ngại; ba, trí thần thông biết thuở quá khứ kiếp túc trụ; bốn, trí thần thông biết hết kiếp thuở vị lai; năm, trí thần thông thiên nhĩ thanh tịnh vô ngại; sáu, trí thần thông đến tất cả cõi Phật trụ không thể tánh không động tác; bảy, trí thần thông khéo phân biệt tất cả lời lẽ; tám, trí thần thông vô số sắc thân; 9. Trí thần thông tất cả pháp; 10. Trí thần thông và tất cả pháp diệt tận tam muội. Thứ nhất, trí thần thông khéo biết tha tâm. Phật tử, Đại Bồ Tát dùng tha tâm trí thông biết được tầm khác biệt của chúng sinh trong 3.000 đại thiên thế giới. Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng: Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có thần thông tha tâm trí. Trong tâm của người khác nghĩ gì, muốn nói lời gì, trước khi chưa làm, Bồ Tát đều biết. Ngài biết được hết thảy tâm niệm đều khác nhau của chúng sinh ở trong 3.000 đại thiên thế giới. Vì tâm chúng sinh trong một thế giới là như vậy, tâm chúng sinh trong tiểu thiên thế giới cũng như vậy, tâm chúng sinh trong trung thiên thế giới cũng như vậy, tâm chúng sinh trong đại thiên thế giới, như ở dưới đây nói 29 thứ tâm. Thế nào là 3.000 đại thiên thế giới? Nói đơn giản là một bốn thiên hạ là một thế giới. 1.000 thế giới là một tiểu thiên thế giới, 1.000 trung thiên thế giới là một đại thiên thế giới, vì 3 lần ngàn nên gọi là 3.000 đại thiên thế giới. Đó là tâm thiện, tâm bất thiện, tâm rộng, tâm hẹp, tâm lớn, tâm nhỏ, tâm thuận sinh tử, tâm trái sinh tử, tâm thành phần, tâm độc giác, tâm Bồ Tát, tâm thành phần hành, tâm độc giác hành, tâm Bồ Tát hành, tâm trời, tâm rồng, tâm dạ xoa, tâm cản thát bà, tâm Atula, tâm Kalola, tâm Khẩn Na La, tâm Ma Hầu La Già, tâm người, tâm chẳng phải người, tâm địa ngục, tâm súc sinh, tâm chỗ Diêm Ma Vương, tâm ngạ quỷ, tâm chúng sinh các chỗ nạn. 29 thứ tâm đó là: một, tâm thiện, trì giới tu định tu huệ đều là tâm thiện. 2. Tâm bất thiện, có tham sân si ba độc, tức là tâm bất thiện. Thập thiện và thập ác đều do thân miệng ý tạo thành. Tóm lại, ba nghiệp thanh tịnh tức là thập thiện nghiệp, ba nghiệp chẳng thanh tịnh tức là thập ác nghiệp. 3. Tâm rộng tức là tâm rộng lớn. 4. Tâm hẹp tức là tâm hẹp hòi. 5. Tâm lớn, tâm đại lượng lớn, có thể bao dung thiên hạ. 6. Tâm nhỏ, tâm tiểu lượng nhỏ, nếu có người nói một câu nghe không hoan hỉ bèn nổi nóng, do đó tâm lượng hẹp hòi. 7. Tâm thuận sinh tử tức là tâm của phàm phu. 8. Tâm trái sinh tử tức là tâm thánh nhân. 9. Tâm thành văn tức là tâm tu pháp tứ đế. 10. Tâm độc giác, tâm quán 12 nhân duyên. 11. Tâm Bồ Tát, tâm tu lục độ vạn hạnh. 12. Tâm thanh văn hành tức là tâm thanh văn tu hành. 13. Tâm độc giác hành tức là tâm độc giác tu hành. 14. Tâm Bồ Tát hành tức là tâm Bồ Tát tu hành. 15. Tâm trời, tâm người trên trời rất hoan hỷ khoái lạc. 16. Tâm rồng rất hoan hỷ dùng thần thông. Tại sao phải bị đọa làm rồng? Vì thuở xưa tu hành chuyên tu pháp đại thừa, ngày đêm tinh tấn không giải đãi, nhưng không giữ giới luật, thường phạm quy củ, do đó thừa cấp giới hoãn. Vì thừa cấp tu đại thừa mà đắc được thần thông, do giới hoãn phạm giới mà đọa làm súc sinh. 17. Tâm dạ xoa, dịch là tốc tật quỷ, vì chúng đi rất nhanh. Có dạ xoa bay trên không, dạ xoa đi trên không, dạ xoa đi dưới đất, ba loại đều thuộc về quỷ, hoan hỉ nhiễu loạn người. 18. Tâm cản thất bà, dịch là hương thần, vì chúng hoan hỉ người mùi hương, còn dịch là nhạc thần, là thần ca hát nhảy múa của trời đế thích. 19. Tâm Atula, chúng hoan hỉ đấu tranh thường nóng giận, Atula dịch là vô đoan tránh, người nam xấu, người nữ đẹp. 20. Tâm Kalola, dịch là kim sĩ điểu, vì cánh của chúng có ánh sáng màu vàng, rất thích ăn rồng. 21. Tâm Khẩn Na La, dịch là nghi thần, vì trên đầu có một cái sừng khiến cho người thấy sinh nghi. 22.
Tâm Ma Hầu La Già dịch là đại phục hành, tức là thần mãng xà rất thích phun độc hại người. 23. Tâm người, tâm của một số người ở thế gian. 24. Tâm chẳng phải người, tâm của một số chúng sinh thế gian. 25. Tâm địa ngục, tâm chúng sinh thọ khổ dưới địa ngục. 26. Tâm súc sinh, tâm của hết thảy súc sinh. 27. Tâm chỗ Diêm Ma Vương, ở dưới âm phủ quản lý thiện ác của nhân gian, phán đoán sinh tử của con người. 28. Tâm ngạ quỷ thích ăn uống, nhưng thấy thức ăn uống thì biến thành lửa, không được ăn uống. 29. Tâm chúng sinh chỗ các nạn, tâm chúng sinh không dễ gì trụ xứ. Vô lượng đủ thứ tâm chúng sinh khác biệt như vậy đều phân biệt biết được. Như một thế giới, như vậy trăm thế giới, ngàn thế giới, trăm ngàn thế giới, trăm ngàn ước na do tha thế giới, cho đến hết thảy tâm chúng sinh trong các cõi Phật, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết thế giới đều phân biệt biết được. Vô lượng đủ thứ tâm chúng sinh khác biệt như vậy, Bồ Tát vì đắc được thái tâm thông trí, cho nên đều phân biệt biết được rõ ràng. Như một thế giới, như vậy trăm thế giới, ngàn thế giới, trăm ngàn thế giới, trăm ngàn ước na do tha thế giới, cho đến hết thảy tâm chúng sinh trong các cõi Phật, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết thế giới, Bồ Tát đều hoàn toàn phân biệt biết được rõ ràng.